Những ngày đầu xuân Tân Sửu, ông Điểu Ca Bôi ở xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên đã bắt đầu đón tiếp khách trong ngôi nhà mới. Không phải nhà biệt thự, nhà xây xi măng kiên cố, mà là ngôi nhà dài truyền thống của dân tộc Châu Mạ. Sau 2 tháng, ông miệt mài phục dựng. Đây sẽ là nơi ông cất giữ những nhạc cụ, nông cụ, vật dụng truyền thống, phản ánh nét văn hóa của người Mạ. Rồi mỗi khi khách đến thăm nhà, ông Điểu Ca Bôi sẽ trình diễn những loại nhạc cụ truyền thống của người Mạ mà ông đã được học cách chế tác, cách chơi từ cha ông. Mùng nhất cái đấy là để mình mang cái truyền thống của đấy là bảo tồn của dân tộc của cho mẹ mình. Đó là mình có cái nhà dài mới được có là ăn trâu ăn bò có vui có vẻ. À, mình không có nhà nhưng mà không có cái gì bỏ con chiêng này, tủ này, các gọi là các vật liệu là mình sử dụng trong nhà. Mình phải có cái nhà đó, nhà dài là các vật liệu trong nhà này, cái này là ông già ông cụ mình trước đây là nó hướng dẫn mình học hỏi. Học hỏi cái này để mình biết để làm gọi là tuyên truyền cho bà con mình, con cháu mình sau này. Dù ngôi nhà dài mới được phục dựng không lớn, nhưng theo lời ông Điểu Ca Bôi thì nó chỉ bằng 3 sải tay nhưng được phục dựng theo đúng truyền thống. Nhà được làm hoàn toàn từ vật liệu tự nhiên, từ các loại gỗ, lá và dây rừng. Ngôi nhà dài này là niềm kỳ vọng, tự hào không riêng của gia đình ông mà còn của buôn làng người Mạ nơi này. Bởi nhà dài truyền thống trước đây đã bị thay thế hoàn toàn bởi nhà xây, nhà gỗ hiện đại. Phục dựng và duy trì thì chúng tôi cũng phải có cái kế hoạch để không nhiều, không lớn. Tuy nhiên mang cái tên nhà dài này không lớn. Nhưng mà ít nhất thì cũng phải được một, hai gia đình. Ví dụ như các cái gia đình đó muốn thưởng thức cái không gian văn hóa của người Châu Mạ thì cái căn nhà đó nếu mà chúng tôi xây dựng nên thì có thể cho những người có nhu cầu thuê lại để thưởng thức những cái không gian yên tĩnh của người dân tộc Châu Mạ. Mùa xuân về trên xã Anh Hùng miền cao Đồng Nai Thượng, nơi này vẫn hiếm hoa mai, hoa đào, chỉ có sự hồn hậu đón chào của đồng bào Châu Mạ đã quen dần với nếp sống văn hóa mới, bỏ dần những hủ tục lạc hậu để xây dựng vùng đất Anh Hùng ngày càng giàu có cả về kinh tế cũng như những giá trị văn hóa tốt đẹp của người dân bản địa.